Ngay từ sáng sớm, đông đảo chư tôn đức tăng ni ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, các cán bộ chiến sĩ công an thủ đô và thân nhân của thượng tá Đặng Anh Quân, đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quận Cầu Giấy, thượng úy Đỗ Đức Việt, hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc, cán bộ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Cầu Giấy đã có mặt tại nhà tổ chùa Bằng Hoàng Mai Hà Nội. Trong không khí trang nghiêm, chư tôn đức đã niêm hương bạch Phật, cúng nghinh sư duyệt định, cầu siêu cho anh linh anh hùng liệt sĩ công an thủ đô qua các thời kỳ được siêu thoát. Hôm nay thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức cái đàn lễ ngày hôm nay trước là để nguyện cầu cho anh linh của các anh hùng liệt sĩ của công an thủ đô nói riêng và nói chung và ban liệt sĩ đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ vừa qua nói riêng. Thì đó cũng là ở trong cái tinh thần nhằm tri ân báo ân của người con Phật đối với xã hội, là cũng nhằm để thể hiện tôn vinh cái công lao của các anh hùng liệt sĩ trong ngành công an trong qua các thời kỳ đã hy sinh vì cái cuộc sống bình yên của nhân dân thủ đô. Ngay sau đó, chư tôn đức cùng các cán bộ chiến sĩ công an thủ đô và thân nhân của ba chiến sĩ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã thành kính dâng hương. Đây là việc làm đầy tính nhân văn của Phật giáo Hà Nội để tri ân các anh hùng liệt sĩ công an đã hy sinh quên mình vì bình yên của thủ đô. Đồng thời thông qua đại lễ cầu siêu, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội mong muốn được chia sẻ mất mát, đau thương với gia đình các liệt sĩ.